Câu 2, trong không gian Oxyz cho mặt phẳng B có tọa độ x cộng 2y cộng 3z trừ 5 bằng 0, tìm vectơ pháp tuyến của nó. Thì bước đầu tiên mình nói về lý thuyết trước, được chưa ạ? Bài này rất dễ, nhưng quan trọng các bạn phải thuộc lý thuyết, đó là phương trình mặt phẳng, phương trình mặt phẳng B, được chưa? Dạng khai triển, khai triển. Thì các bạn nhớ giúp mình, đó là AX cộng BY cộng CZ cộng D bằng bằng 0. A, B, C chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng, mặt phẳng B. Thì tương tự các bạn phải viết lại cái phương trình mặt B đề bài cho, đó là 1 nhân x cộng 2 nhân y cộng 3 nhân z trừ 5 bằng bằng 0. Vậy 1, 2, 3 chính là vector pháp tuyến của P, đó chính là NP sẽ bằng là 1, 2, 3. Và các bạn chọn đáp án là câu D.